Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hiện tại trên thị trường có hai phiên bản iPhone, đó là iPhone nóc và iPhone quốc tế. Thì với cái giá thành là rẻ hơn nhiều, cùng với cái tính năng không có nhiều sự khác biệt, nên là iPhone nóc thường được lựa chọn nhiều hơn. Thì vậy là làm thế nào để các bạn có thể phân biệt được hai phiên bản iPhone này? Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách kiểm tra iPhone nóc hay iPhone quốc tế là cực kỳ là đơn giản thì đầu tiên là nếu mà với những cái dòng máy mà phiên bản từ iOS 14 trở lên đấy thì các bạn chỉ cần vào là cài đặt này tiếp theo các bạn vào phần cài đặt chung này và các bạn vào phần giới thiệu này sau đó các bạn kéo lên thì ở cái mục là khóa mạng này nó ghi là không giới hạn sim Tức là con iPhone là iPhone quốc tế Còn ở cái phần khóa mạng này Nó ghi là sim khóa mạng Thì tức đó là bản nóc các bạn nhé Và cũng có một cái cách khác nữa Là các bạn cũng vào cài đặt này Tiếp theo các bạn cũng vào cái cài đặt chung này Các bạn vào giới thiệu này và các bạn tìm đến cái phần email của máy này sau đó các bạn copy cái email này lại Và các bạn truy cập vào cái trang web của nó Nó là trang iphone Email .info Sau đó các bạn ấn đi này Và các bạn dán cái email vào đây Cái phần enter iPhone email number các bạn dán nó vào đây Còn nếu bạn không copy được thì các bạn đánh số vào đây nhé Và tiếp theo các bạn ấn vào phần mũi tên này Đó các bạn thấy chưa Đây nó sẽ hiện cái thông tin của con iPhone này lên Sau đó nếu như iPhone của bạn là phiên bản quốc tế Thì ở cái dòng SIM sẽ hiện chữ là chữ Unlock còn nếu như cái phiên bản là Lock Thì ở đây nó sẽ hiện chữ là iPhone phiên bản Lock nhé Cái video chia sẻ của mình là Về cách Phân biệt iPhone Lock và iPhone quốc tế Đến đây là cũng xin dừng nhé Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình nhé Thân ái chào các bạn nhé